Chị nghĩ sao về tình một đêm ạ? Chị nghĩ là nó sẽ vui trong cái giai đoạn nào đó, nhưng mà chắc chắn đều là chắc nó lạ rồi đó. Thì mình nghĩ nó có chuyện bình thường trong cuộc sống bây giờ thôi. Cũng không lành cho lắm. Nói chung thì mình mượn một ngày thì mình trả thôi. Tình một đêm hả? Chưa. Không biết tình đêm là gì luôn á. Không biết, anh có muốn thử một lần trong đời không? Không. Đúng rồi. Thấy giờ là 2018 rồi em thấy cũng bình thường. Thấy là không nên, nhưng mà nếu có thì cũng bình thường. Chị nghĩ sao về tình một đêm? Nhiều đêm vậy? Vui. Nani? Rồi là chị muốn thử một lần trong đời không? Theo em thì tình một đêm là một chuyện không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được dạ. Với một con người là chủ nghĩa là tôn thờ tình yêu, cho nên cái chuyện mà tình một đêm nó giống như là ngoại tình rồi á, không thể nào chấp nhận được. Chắc chắn là chắc là mỗi người chắc là cũng có khoảng 1-2 lần tình một đêm vậy đó. Câu đầu nhiều đêm thì chị trả lời một đêm tốt. Nhiều đêm tốt rồi. Vậy là chị sẽ nghĩ sao về tình nhiều đêm? Chắc là thứ nhất là nguyên tắc đầu tiên là không được yêu đối phương. Cái thứ hai là cách mà phòng chống hậu quả thì chắc phải lên Google sợ rồi, tại vì nhiều quá. Nhưng mà đầu tiên là không được yêu, thì nhớ là không được yêu. Cái đó bạn có thể lên trên mạng để kiếm. Biện pháp thì chị chưa nghĩ ra, nhưng mà mình trước khi mà mình suy nghĩ về cái chuyện đó thì mình phải chọn đối tượng phải sạch phải đẹp. Nếu như mình gặp ai mà không được đẹp thì mình giãn ra bớt, mình đẹp thì mình nên thử. Mình hỏi người ta cái chu kỳ của người ta tới đâu, mình biết mình né, mình chọn ngày mình né không, ba con sói, uống thuốc đủ thứ nhiều quá. Kiểm tra coi là có quay lén hay gì không, toilet thì mình sẽ bị họ cười sao đâu được. Mình sẽ có mùa mùa bạn không nên đi chơi vào đêm thì sẽ không có tình một đêm. Ba con sói. Nhưng mà chị có được một đêm mà chị có dám là nói với người yêu mình không? Ngu gì nói em? Ngu gì nói? Ý em nói là gì? Ý em nói là sao? Ý em nói là tim của em giờ đây đã có thằng nào? Không được, phải giấu nha. Giấu á, phải giấu. Phải giấu, nhưng mà có rồi phải là không nói ra nữa, không biết gì hết. Cho chị khỏi trả lời câu này nha. Vậy là có dám không chị ạ? Có dám luôn. Không có ngờ sao có kỳ nhỏ mà kỳ. Khó tính quá à. Có người yêu chưa? Chưa. Ờ hiểu. Ở trong căn phòng trống, vì tao đâu quá mẹ, khói sương buồn lành buồn, vì tao đâu quá mẹ. Ngu à nói. Đó cho anh xin phải nha. Nói em. Nhưng mà anh vẫn chưa có bạn gái. Đúng rồi, nếu mà anh mà có thì anh sẽ không nói đâu. Sẽ im lặng sẽ tốt hơn. Tất nhiên là không rồi. Vậy là chị sẽ giữ im lặng bí mật mãi mãi luôn. Nếu như mà được yêu trong đó thì thôi thì mình lỡ thì mình cứ nói đi. Người yêu mình hiểu cho mình thì càng tốt, còn tao không hiểu thì thôi. Hy vọng là người yêu mình không có xem được clip này ha. Thì chắc là mình không nói cho ảnh gì đâu. Chị cứ tương lai chị có muốn thử một lần không? Tại vì chị cũng bình thường. Thử coi nó sao. Nhưng mà không có làm gì nữa được. Rồi, tình một đêm không có làm gì hết. Yêu tương lai của mình thì sao? Thử tìm người yêu bằng cách đó.